hello xin chào các bạn à, trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về chủ đề về kiên nhẫn à, vì sao bạn phải kiên nhẫn và kiên nhẫn đem lại cho bạn những lợi ích gì trong kinh doanh online đặc biệt là khi bạn làm msc thì có lẽ vấn đề quan trọng nhất khi mà quyết định sự thành công khi mà làm msc đó là tính kiên nhẫn bởi vì khi mà bạn kiên nhẫn với thời gian bạn sẽ bổ sung được kiến thức bạn sẽ cải thiện được sản phẩm bạn sẽ hiểu rõ được nhu cầu của khách hàng thì từ đó bạn mới bán được hàng khi nhận với thời gian á là bạn biết chấp nhận cái thất bại mà học từ cái sai của cái bài học trước mà cải thiện cho các cửa hàng kinh doanh mới khác về sau có một câu nói nổi tiếng về khi nhẫn mà tôi rất là tâm đắc là tổng thống đại thứ sáu của mỹ john winston Adams mới từng nói sự khi nhận mà mình bị nó có tác động ma thuật khiến cho mọi khó khăn trước nó biến mất và trở ngại bốc hơi hay là Samuel Johnson một cái tác giả một nhà văn người Anh đó, rất là nổi tiếng mà anh đó ông đó cũng từng nói là những thành tựu vĩ đại không được gặt hái bằng sức mạnh mà nó bằng sự kiên trì ví dụ như là kim tự tháp Ai Cập đó, hay là vạn lý trường thành đó, người ta cũng phải cần là mấy chục năm hoặc là trăm năm thậm chí cả ngàn năm để xây dựng cái vạn lý trường thành đó à, có lẽ vì vậy mà trong suốt 7 năm trước kinh doanh online mà 3 năm kinh doanh trên NSC đó, thì mình nếm trải rất nhiều thất bại và nhiều vấn đề trở ngại nhưng mà tôi vẫn bước đi và với một khát vọng là phải kiếm được tiền khi làm online Để rồi hôm nay với thu nhập là 100.000 USD trong năm 2022 khi làm Messi Thì bây giờ mình ngồi đây chia sẻ lại cho các bạn về cái bài học của mình Giúp cho các bạn biết thêm một cách kiếm tiền online à, Nếu mình không có tính kiên nhẫn trong những năm qua Thì chắc chắn là ngày hôm nay mình sẽ không thể làm cái video này cho các bạn Rồi nãy giờ nó hơi lan man nhiều quá mà chưa giải thích cái kiên nhẫn là gì cho các bạn hiểu thì vậy kiên nhẫn là gì làm sao ta có được sự kiên nhẫn thật sự sự kiên nhẫn nó có nhiều ý nghĩa nhưng mà tôi muốn gói gọn sự kiên nhẫn trong lĩnh vực kinh doanh NFT thôi cái mà tôi đang thành công nhất kiên nhẫn nó có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy vào từng hoàn cảnh khi thì nó có ý nghĩa là sự kiên cường không bỏ cuộc khi thì nó có ý nghĩa là không nên quá nóng lòng để mình có kết quả cứ bình tĩnh làm rồi nó sẽ đến khi thì nó có ý nghĩa là bạn phải nhẫn nhục phải chịu đựng khó khăn thì mới vượt qua được những trở ngại thì ví dụ như trong một môn câu cá, bạn phải móc mò, bạn câu cá, thì bạn phải chờ một khoảng thời gian thì cá nó cắn câu. Hay là trong tình yêu, bạn muốn yêu thật lòng một người nào đó, bạn hiện cũng phải cần có thời gian để kiên nhẫn tìm hiểu thì mình mới yêu và thương. Bây giờ mình sẽ đi qua các khái niệm về kiên nhẫn, thì từ đó mình sẽ đưa ra những cái ví dụ cụ thể thì chính về kinh doanh online của mình để các bạn hiểu được cái vấn đề. Thứ nhất, các kiên nhẫn là bạn phải hiểu được cái tính thời gian. Bạn phải hiểu thời gian là yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ công việc gì vì nhiều lúc một số bạn khi mà làm SC không quan tâm về thời gian lúc nào cũng muốn làm nhanh kiếm tiền ngay trong khi mà bạn chưa có kiến thức về sản phẩm chưa kiến thức về SC không biết mở cái cửa hàng như thế nào luôn đó là cái vấn đề về thời gian á, chính là cái đức tính kiên nhẫn mà người ta thường nói nhất. Bất cứ cái việc gì trên đời này cũng cần có thời gian á. Ví dụ như là một cái bông muốn nở hoa thì nó cũng cần có thời gian. Ban đầu là phải có nước, phải có nhiệt độ môi trường xung quanh nó phù hợp thì hạt giống nó mới nảy mầm. Một hai tuần sau nó mới đâm chồi nảy lá và hai ba tháng sau nó mới đâm hoa kết trái. Thì bạn không thể nào bạn đòi hỏi là xung quanh nhà của mình á lúc nào nó cũng có mọc đầy hoa mà bạn lại là không nhẫn nại gieo hạt, không bung trồng làm sao mình để các bông hoa nó xung quanh nhà nó nảy nở được thì đó là lý do vì sao mà khi bạn làm online trên NSC thì tôi luôn nhấn mạnh là vấn đề về thời gian tôi khuyên các bạn là không nên bán quá nhanh không nên có nhiều xe lúc ban đầu khi mà mở shop bất cứ việc gì khi mà bạn làm bạn phải nghiên cứu thật là kỹ chậm mà chắc còn hơn là bạn nóng vội bạn bán những sản phẩm về trend về vi phạm bản quyền thì sớm muộn gì cái cửa hàng của bạn nó cũng bị khóa bị sạch ban mà thôi thì chính bản thân cái nền tảng như là Amazon scBay eBay thì cũng đã nhấn mạnh cái việc này nhiều lần họ luôn quan tâm đến việc trải nghiệm khách hàng và tính vi phạm bản quyền hay không cửa hàng của bạn nó có bán tốt bán nhanh mà nó bất thường ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm của người dùng nó gây thiệt hại đến công ty nào đó do vi phạm bản quyền thì họ sẽ khóa cái tài khoản bạn ngay lập tức luôn vì vậy sự ghi nhận ở đây là bạn phải làm chậm bạn phải đọc hiểu rõ tất cả những chính sách của những nền tảng đó bạn phải cần thời gian chỉnh sửa cái cửa hàng của mình chăm sóc cái bản dịch vụ chăm sóc chất lượng sản phẩm rồi hãy đẩy mạnh quảng cáo tăng doanh thu sau nên là cái chi nhận đó là bạn phải biết thời gian mà cần giải quyết cho một vấn đề rồi bạn chờ thời gian nó đến đây thần tí là một kiến thức và kinh nghiệm thôi mỗi vấn đề nó phải mỗi công việc đều có những cái chu trình riêng và nó có những cái mốc thời gian cho từng cái chu trình bạn phải là người hiểu cái vấn đề thì sẽ kiên nhẫn chờ được cái thời gian mình làm việc theo cái chu trình thời gian bạn không hiểu được cái cái vấn đề về thời gian thì bạn sẽ bồn chồn nóng vội và khi chưa đến cái việc nó chưa đến thì bạn lại hỏi là à, sao bạn chưa chưa thấy được kết quả và bạn lại làm thêm những cái điều mà nó không nên làm thì sẽ gây là hỏng chuyện cho nên cái việc gì mà bạn chưa biết chưa làm thì nên làm chậm lại tu dưỡng kiến thức học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước đó, thì bạn cải thiện cái công việc của mình ví dụ khi mà bạn mở một cái shop quần áo online trên Messi thì bạn vội vã bạn đăng thật nhiều sản phẩm lên chạy quảng cáo liền luôn mà chưa có tối ưu cái cửa hàng chưa có hoàn thiện về sản phẩm chất lượng sản phẩm rất là kém luôn dịch vụ chăm sóc khách hàng chưa có khách hàng nhắn tin thì một hai ba ngày sau bạn mới trả lời thì bạn làm như vậy thì Etsy sẽ đánh giá cửa hàng của bạn là kém chất lượng mà gây ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của bạn về sau luôn sau ý về thời gian thì các bạn có biết cái ý thứ hai cái quyết của kiên nhẫn là gì không thì, thứ điều thứ hai của kiên nhẫn là sự kiên trì cho đến lúc thành công luôn thì đây là cái mức cao hơn của kiên nhẫn và bạn đó là yếu tố quyết định số 1 của thành công trong việc kinh doanh online đặc biệt là đảng ec nếu các bạn có mục đích là mở một cái shop ec để kinh doanh và bạn luôn suy nghĩ về nó thì hãy cố gắng đi đến cái mục đích đó nếu như bạn không có tiền không có kiến thức thì cũng không sao á bạn cứ dành thời gian để bạn học bạn tích lũy bạn hãy bắt đầu bước đi từ con số 0 mà cho đến lúc nào đó thì bạn sẽ tiếp lên con số 1, số 2 và bạn sẽ đi đến cái đích cuối cùng trong một ngày nào đó thì đó là cái vấn đề về ý chí thôi thì kiên trì ở đây nó ngoài yếu tố đi đến cái mục đích thì nó còn hàm ý về nghị lực giúp bạn loại bỏ những cái tiêu cực trên đường đi thì tiêu cực đầu tiên là tiêu cực từ chính mình tiêu cực thứ hai là tiêu cực từ hoàn cảnh thì tiêu cực thứ ba là tiêu cực từ những người khác rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về tiêu cực từ chính mình nha, để các bạn hiểu rõ, các bạn loại bỏ những cái tiêu cực đó đi. Thì tiêu cực từ chính mình đó là nó bạn không tin vào bản thân mình, bạn không tin là mình có tài năng mà thành công. À, người không tin vào chính mình thì sẽ không bao giờ đi đến được cái đích và họ không bao giờ đi được vì họ không tin là không đủ cái khả năng để họ đi. Thì đây là chưa đánh mà đã thua thì muốn tự tin vào chính mình thì bạn phải lăn vào chiến trận, bạn phải tham gia vào cái ngành kinh doanh nào đó Thì bạn biết mình có đủ khả năng hay không thì mình đưa ra một cái ví dụ là có một cái lần mình hẹn một cái bạn ra cà phê thì để các bạn nói mình tư vấn về việc, việc kinh doanh NFC á thì bạn ấy nói là nếu mà em đăng ký cái khóa học NFC của anh đó, thì em không biết thằng nghèo này hai ba tuần sau là em có đủ cái đam mê còn giữ cái đam mê đó để mà mình là em làm hay không thì em sợ là em không có thời gian em em không có theo được thì nghe từ lúc ban đầu khi mình đã hỏi chuyện thì mình đã thấy phát ra cái sự tiêu cực từ cái người đó rồi mình chưa bạn đó là chưa có kiến thức về SE bạn chưa có làm luôn rồi bạn đã nói một câu là em không có đủ biết là em có đam mê để mình làm không và thường những người như vậy sẽ rất là khó thành công trong một cái ngành nghề cụ thể nào đó và đặc biệt là kênh kinh doanh online vì thực tế là khi mà bạn làm á thì chắc chắn là bạn sẽ gặp trở ngại rồi chắc chắn là nó sẽ có một lần fail hay là hai ba lần fail gì đó như bản thân mình á mình đã lập nhiều khi là 100 lần fail rồi nhưng mà mình không bỏ cuộc mình làm lại làm lại và làm lại làm rất là nhiều và chỉ khi nào bạn có nghị lực theo đến cùng luôn bạn phải cải thiện được những kỹ năng của mình mỗi lần fail là bạn sẽ cải thiện được kỹ năng bạn sẽ khắc sâu vào cái tâm tí của mình là mình sẽ không có vi phạm những cái việc đó nữa thì từ đó bạn mới có cơ hội là bạn xây dựng cái shop của mình cái cửa hàng của mình đã thành công rồi sao thì chính mình chỉ cho bạn một cái mẹo để bạn có cái niềm tin là bạn hãy nhìn vào thành công của những người khác bạn nhìn vào thành công của mình nè bạn lên youtube bạn lên facebook bạn xem có ai đã thành công về se chưa ai đã thành công về kinh doanh online chưa và tại sao mà đặt câu hỏi là tại sao là những người đó lại làm được à, vì sao <laughs> có người làm được mà bạn lại không làm được họ đã mất bao nhiêu thời gian để họ làm cái việc đó và họ đã trải qua được bao nhiêu thất bại sau đó bạn đối với là bản thân của bạn á bạn đã làm chưa và bạn đã vấp ngã bao nhiêu lần rồi so sánh cái tỷ lệ vấp ngã của bạn với những người đó thì bạn sẽ thấy là à, mình đã chưa có đủ cố gắng mình mà, mình phải loại bỏ những thực thì bạn mới của bản thân bạn thì bạn mới tiếp tục bạn đi đến cái, 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 cái mục đích cuối cùng của mình rồi cái vấn đề tiêu cực kế tiếp là tiêu cực từ hoàn cảnh là một số bạn là hay đổ lỗi do hoàn cảnh nhà em nghèo em không có được thông minh như người khác thì cứ mang nếu mà bạn mang cái yếu của mình ra để bạn biện minh cho cái việc mà bạn không làm được đó, thì cái thành công nó nó không thuộc vào cái yếu của mình mà nó di thuộc vào cái mạnh thôi vì vậy đừng bạn đừng có đưa ra những cái điểm yếu của mình để bạn nói về cái hoàn cảnh của bạn là bạn không không làm được mà bạn hãy xem coi là bạn có điểm mạnh cái gì và cái điểm mạnh của bạn á, là nó có phù hợp với cái ngành nghề đó hay không còn những cái điểm yếu á, nếu mà cái điểm yếu nó nó liên quan đến cái ngành bạn làm thì bạn nên là đi cải thiện cái điểm yếu đó đi ví dụ như là bạn khi mà bạn kinh doanh trên SC á là bạn phải cần có vốn mà bạn nói là bạn không có bằng cảnh của bạn khó khăn quá thì bằng sao thì bạn phải đi bạn phải đi làm bạn tích lũy vốn hàng tháng thì sau đó bạn tích lũy kiến thức tích lũy vốn được nửa năm được một năm rồi khi mà bạn có vốn thì bạn bạn có kiến thức rồi thì bạn mở một cái hàng kinh doanh NSC. nó đâu có muộn đâu à vấn đề tiêu cực cuối cùng á, là vấn đề tiêu cực từ người khác thì thường những cái tiêu cực này mình không có bị ảnh hưởng nhưng mà mình kể ra để các bạn nào mà nếu mà có bị ảnh hưởng thì vớt lời nó đi ha thì tiêu cực từ người khác là những cái chế bài chế giễu chống đối cực cực nếu mà bạn có một ý tưởng hay À, thì chỉ có một, một mình bạn hoặc một nhóm nhỏ của bạn á, là biết nó là hay thôi thì đa số còn lại đều không thể biết đó là ý tưởng hay được vì nếu mà đa số mọi người biết đó là ý tưởng siêu biệt thì nó nhất định là một ý tưởng tồi rồi nên là cái thật hay á, chỉ có một số nhỏ nhìn thấy vì vậy mà bạn nếu mà bạn bị đám đông nó chế nhạo và cái công việc kinh doanh của bạn online hay là à, kinh doanh trên Etsy thì bạn nên là phớt là nó đi và bạn cứ tiếp tục đi con đường của mình mình đưa ra cho bạn một ví dụ nè. Ví dụ cái kênh YouTube này thì mình đã hoạt động trong được 3 tháng thì mình hướng dẫn cho các bạn là kinh doanh trên NSC trên cái kênh của mình đó thì khi mà mình làm á nhiều người bảo là hãy tập trung vào việc bán hàng hay là làm việc gì đó thì đừng có làm YouTube nhiều bởi vì nó không có giúp ích được gì cho mình và nó mất rất là nhiều thời gian nhưng mà thực tế không phải như vậy khi mình làm YouTube á, thì mình đã cải thiện được rất là nhiều kỹ năng cho bản thân mình luôn ví dụ như là kỹ năng nói là nghe là mình lên kịch bản mình làm video mình nói trôi chảy hơn mình làm video hay hơn mình biết được nhiều cái công cụ làm video thậm chí là mình còn có fan tham mộ nhắn tin động viên nữa rồi mình được YouTube cho bà kiếm tiền luôn hàng tháng mình được có vài trăm đô nữa rồi mình lại có cái nhà tài trợ cho cái kênh của mình luôn họ tự nhắn tin và họ tài trợ cho mình luôn nên là mình có nhiều cái cơ hội mình kiếm tiền nó ập đến mà mình không nghĩ được mình không có nghĩ trước đó luôn nên là mình cứ làm nên là đó là mình làm cho bạn cảm thấy nó hạnh phúc hơn mà bây giờ mình sẽ cảm thấy nó hạnh phúc hơn vì cái kênh YouTube này nên là mình khi đó bạn có thể chia sẻ được những cái đam mê của mình đó thì nên là khi mà bạn làm ai nói gì nói thì bạn bạn thấy là bạn đam mê cái việc đó thì bạn cứ làm rồi mình trở lại ý nghĩa của kiên nhẫn nha lúc đầu mình có nói kiên nhẫn là thời gian là kiên trì thì vậy ý thứ ba của kiên nhẫn là gì các bạn có biết không ý thứ ba của kiên nhẫn là sự nhẫn nhục và nhẫn nhịn thì đây là ý nghĩa cao nhất của kiên nhẫn luôn thì đây không còn là thành công của một vài dự án nữa mà nó có thể là làm hoàn toàn làm chủ tâm của bạn luôn làm chủ đời các bạn và thành công của công việc kinh doanh của bạn luôn nhưng mà khi mà bạn kinh doanh online á thì sự mà nhẫn nhục với nhẫn nhịn thường thường nó không có không có tại vì cái mình không có mối quan hệ giữa người với người thường có sự mà nhẫn nhục nhẫn nhịn là khi mà bạn quan hệ giữa đối tác giữa đối tác này đối đối tác nọ mà khi mà ở ngoài đời á còn bây giờ mình mà khi mà mình mở một cái hàng mình kinh doanh online nên là cái tính ki nhẫn mà gọi là nhẫn nhục nhẫn nhịn đó thì thực sự là mình không có nhẫn nhục nhẫn nhịn ai hết chỉ có là cái là mình chiều lòng khách hàng thôi nên là khi bạn kinh doanh online á bạn sẽ không có tiếp xúc trực tiếp giữa người với người mà chủ yếu là bạn sự tương tác giữa bạn với khách hàng trên nền tảng nghe nên là cái mục này á, mục thứ ba nói về ký nhận là sự nhẫn nhục nhẫn nhịn thì nó cũng không có gặp nhiều trường hợp bạn chỉ nên nhớ là khách hàng á, là trên hết và nhiều khi mình nhận là mình nhận với khách hàng dù khách hàng có sai nữa mình mình nhiều khi mình gửi một cái sản phẩm cho khách hàng khách hàng nó là sản phẩm này không được tốt mà mình thấy sản phẩm nó bình thường nó không đâu có vấn đề gì đâu nhưng mà bây giờ khách hàng nó là không tốt thì khách hàng đâu đó nó cũng có cái sai ở đây thì nếu mà khách hàng nói là khách hàng thành ra sản phẩm mình sản phẩm mình không tốt thì nhiều khi mình một số trường hợp mình cũng phải nhận với khách hàng dù khách hàng có xa đi nữa để bạn xây dựng cái sớ của bạn bền vẫn có hậu có lâu dài vì sao thì đó là cái sự nhẫn nhục và nhẫn nhịn trong việc kinh doanh online à, như vậy tóm tắt lại cái video này thì chúng ta có ba chính sao thứ nhất khi nhẫn là biết thời gian bạn phải hiểu thời gian Thứ hai, kiên nhẫn là phải kiên trì cho đến lúc thành công mà thôi luôn. Thứ ba là kiên nhẫn là phải nhẫn nhục và nhẫn nhịn. Thì trong ba cái ý này nó chỉ có hai cái ý quan trọng mà bạn cần nhớ ảnh hưởng đến việc kinh doanh online thôi. Thì bạn phải hiểu ý nghĩa kiên nhẫn về thời gian để bạn chấp nhận đôi lúc mà phải chậm lại để chờ thời điểm chính mùi mà gây dựng công việc kinh doanh của mình nó thành công. Cái thứ hai là phải kiên trì, bạn chấp nhận trở ngại những cái thất bại để đi đi đến cùng để mà đạt thành công cái mục đích cuối cùng đây cũng là những cái đức tính mà mình cảm nhận là bản thân mình đang có hiện tại và nó là những cái tố quan trọng mà giúp mình kinh doanh trên sc thành công đến như hiện nay cảm ơn các bạn đã nghe bài biết kiên nhẫn này hiện sự nó rất là rộng và nó có dịp mà mình sẽ phân tích thêm những chủ đề về kiên nhẫn để các bạn hiểu cái sự quan trọng của tính kiên nhẫn mà các bạn ứng dụng nó vào trong việc kinh doanh online